Nga áp lệnh trừng phạt Tổng thống Mỹ. Để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington, Nga quyết định áp lệnh trừng phạt với hàng loạt quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden. Giờ tê đưa tin ngày 15 tháng 3, Nga hôm nay đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Lincoln, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Bắc Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan, Giám đốc CIA William Burns, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cùng một số quan chức, chính khách khác. Moscow cho biết, đây là các biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Washington đưa hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có tổng thống Vladimir Putin. Thông cáo của Bộ ngoại giao Nga nêu rõ, để đáp trả các lệnh trừng phạt chưa từng có của Mỹ từ ngày 15 tháng 3 năm nay, tổng thống Mỹ Joe Biden, ngoại trưởng Antony Lincoln, bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Makmiy cùng một số người đứng đầu các cơ quan và nhân vật nổi tiếng khác của Mỹ sẽ bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh trên nguyên tắc đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, thông cáo cho biết thêm moscow sẽ không loại trừ khả năng liên lạc với giới chức mỹ nếu họ đáp ứng được các lợi ích quốc gia của nga thông cáo nhấn mạnh trong tương lai gần nga sẽ tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt này trong đó sẽ bao gồm cả giới chức cấp cao giới chức quân sự giới làm luật doanh nhân chuyên gia người làm truyền thông của mỹ quan hệ giữa nga và mỹ leo thang căng thẳng sau khi moscow triển khai chiến dịch quân sự tại ukraine washington đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt moscow trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ khí đốt cấm máy bay nga sử dụng không phận mỹ và lệnh trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của nga để gây sức ép với Nga, Mỹ và các đồng minh đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt lên giới lãnh đạo và nền kinh tế của nước này. Tổng thống Joe Biden nhiều lần cảnh báo, Nga sẽ phải trả giá đắt cho quyết định hành động quân sự với Ukraine. Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Chiến dịch diễn ra sau khi Mỹ và NATO bác bỏ các đề xuất an ninh của Nga, trong đó có việc NATO phải cam kết ngừng mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine, không triển khai binh sĩ và vũ khí gần biên giới Nga. Chiến dịch quân sự này của Moscow đã vấp phải sự chỉ trích cay gắt của phương Tây. Tại một cuộc họp báo diễn ra chiều nay ngày 15 tháng 3, trả lời câu hỏi liệu một ngày nào đó Washington và Moscow sẽ đàm phán bình thường hóa quan hệ hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin luôn cho thấy thiện chí chính trị trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ với điều kiện Washington phải có lập trường mang tính xây dựng.